Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải Minh và Dương Khải. Chúng em một buổi xem video vui vẻ này. Với video này thì Khải ở những cái bát như là bát 10 anh em, bát 10 sang lên bài bot Khải sẽ được nhận may mắn 1 và khăn lon 20, sinh lộc 110 và nỗ lực 70, số 1970. Khá là đẹp. Cũng có khá nhiều anh em hỏi mua và hôm nay thì Khải quyết định bán cho anh Adian. Adian này với giá 3.5. 3.5 thì nó khoảng vị trí khoảng tầm bao nhiêu tiền mặt như đồng ta đâu rồi. 3.000 xu. Hôm nay em có thấy nó với số lượng như thế này thì còn 230k, 240k, 230k, 230k. Nói chung là cái nhẫn này vị trí khoảng tầm 200.000. Đó. Nếu mà sức sốt này rẻ khoảng tầm 200.000 nè. Nhưng với giá 3.5 này khoảng tầm 220. Nếu mà chung giá là 220, phải mua kiếm giá 65 thì 220. Ok. Và anh em xem thì đừng quên ủng hộ những cái series xanh lệnh bài bot và bán những cái món đồ lệnh bài bot này, ủng hộ khá nha em, ủng hộ khá một view một la nha em. Nói chung là đã xanh bot rồi thì được đồ nào ổn hay là tam ổn có thể bán thì Khải sẽ làm clip up cho anh em xem. Nói chung là cái nào bán được thì bán thôi, cái nào không được thì đỡ xài nha em, hoặc là đỡ ngồi làm phôi, hoặc là bán cho xe 50 vạn, sức được vào một món vẫn có thể bán được là đỡ bán thôi nè. Ok anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ok bye bye mọi người. Kim Năm cái nhẫn rồi nè.